Xích xích thơm ngon giòn thích. Xích xích mới vị tảo biển thật ngon thật thích. Xin chào các em, chị Thanh Vân và chị Thùy Linh rất vui được gặp lại các em cho chương trình Hugo và các bạn được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chắc hẳn các em đã có những cuộc hành trình thật thú vị với anh Hugo phải không nào? Nhìn cũng không kém phần gian nan và nguy hiểm nữa. Và chị đã được biết rằng có rất nhiều bạn nhỏ đã giải cứu được Hugo Lina và bọn trẻ đấy, phải không chị Thanh Vân? Đúng rồi đấy, tuy nhiên vẫn có một số bạn chưa được may mắn lắm trong những cuộc hành trình của mình. Nhưng các em đừng lo, may mắn đang chờ các em khi các em nhấc điện thoại lên và gọi đến số 1900 1723. Và một lần nữa chị Thùy Linh xin được chúc các em may mắn nhé. Ồ, chị Thanh Vân ơi, sao giờ này anh Hugo vẫn chưa tới nhở? Hay là tại vì anh Hugo vui vẻ quá nên đã ở nhà chơi với lũ trẻ rồi? Ừ, chị Thanh Vân cũng nghĩ thế đấy, bởi vì anh Hugo là người rất quan tâm đến gia đình của mình mà. Chúng ta hãy cùng hỏi xem anh Hugo đang ở đâu nhá. Anh Hugo ơi! Hugo, xin chào các bạn. Hugo xin lỗi chị Thanh Vân và Thùy Linh và tất cả các bạn vì đã để các bạn phải đợi lâu. Hugo không muốn vậy đâu. Nhưng vì Hugo Lina và bọn trẻ đã bị Hugo Thủy Xin La bắt giữ, Hugo đang đợi các bạn nhỏ tới để cùng Hugo đi giải cứu người vợ và những đứa con thân yêu của mình đấy. Hugo Thủy Xin La thật là đáng ghét và mụ ta lại bắt Hugo Lina và lũ trẻ rồi, chị Thanh Vân ơi. Đúng rồi đấy, vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện xem diễn biến của câu chuyện như thế nào nhé. Mụ phù thủy độc ác Xila đang ngồi nghiến răng tức giận trong căn nhà của mình. Thình lình một quyển cẩm nang du lịch pháp thuật được gửi vào hộp thư của mụ. Trong đầu mụ Xila lóe lên một ý nghĩa đen tối và nham hiểm khi nhìn thấy ngọn núi lửa của hòn đảo rừng xanh. Chú lùn Hugo bước vào nhà của mình và nhận ra Hugo Lina và bọn trẻ yêu mến của mình bỗng biến mất. Trực giác cho chú biết mụ phù thủy độc ác Xila có liên quan đến việc này. Hugo lái máy bay của mình và bay thẳng về phương Nam để tìm ra hòn đảo rừng xanh nơi gia đình của anh đang bị mụ Xila bắt giữ. Nhưng mụ Xila đang chờ sẵn. Mụ đã tập hợp lực lượng với lão Don Croco, tên chúa đảo nham hiểm không kém vào bọn tay chân. Trái dứa lợi hại thiệt đó. Xin chào, rất vui được gặp các bạn. Tên tôi là Hugo. Chào Hugo, tôi là về Fernando và đây là bạn Simbo. Chuyện nhỏ thôi, chúng tôi sẽ giúp anh. Những chặng đường đầy gian nan nhưng không kém phần mạo hiểm đang chờ chúng ta phía trước. Các em nhỏ ơi, các em có thấy thương anh Hugo không nào? Và bây giờ nhiệm vụ của các em sẽ là đi giải cứu Hugo Lina và lũ trẻ giúp cho anh Hugo đấy. Đúng rồi đấy, và anh Hugo ơi, hôm nay đã có bao nhiêu bạn sẵn sàng để giải cứu Hugo Lina và bọn trẻ giúp anh thế? Ôi, chị Thùy Linh ơi, hãy chờ một lát nhé, để Hugo xem nào. Ồ, có tất cả là 27.172 bạn tham gia cơ đấy. Một con số thật lớn. Hugo xin cảm ơn tất cả các bạn nha. Các bạn thật tốt vì đã luôn nhớ tới Hugo. Ồ, 27.172 bạn nhỏ cơ đấy. Các em ạ, một số lượng thật là khổng lồ phải không chị Thanh Vân? Đúng rồi đấy, chị còn nhớ là ở chương trình lần trước chúng ta mới chỉ có mười mấy nghìn bạn thôi. Thế mà lần này chúng ta đã lên đến con số 27.000 rồi, các em có thấy ngạc nhiên không nào? Đúng rồi đấy, nhưng ở đây chỉ có 8 quả trứng thôi. Và 8 quả trứng này đại diện cho 8 bạn nhỏ đã may mắn dự đoán đúng số người tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và chị sẽ không để các em đợi lâu nữa. Bây giờ chị sẽ công bố tên của bạn nhỏ may mắn đầu tiên của chúng ta. Đó chính là bạn đại diện cho logo sạch Hugo Fan. Đó chính là bạn Nguyễn Thanh Phong ở số điện thoại 7537271. Và bạn nhỏ thứ hai của chúng ta, đó là bạn nhỏ đại diện cho logo Echo ở số điện thoại 9720256, bạn Nguyễn Việt Hùng. Ồ, chúc mừng hai bạn nhỏ đầu tiên của chúng ta. Và bạn thứ ba đại diện cho logo viên sáng mắt Trafaco, đó chính là bạn Dương Thành Nam ở số điện thoại 8431581. Chúc mừng bạn Nam. Và bạn thứ tư đại diện cho logo FPT Elite, đó chính là bạn Nguyễn Thanh Hằng đến từ số điện thoại 5636021.
Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với bạn nhỏ thứ 5, đại diện cho logo Languishing, đó chính là bạn Trần Đức Thuận ở số điện thoại 8842225. Và bạn nhỏ thứ 6 của chúng ta, nào các em chờ đón xem tên của bạn nhỏ này là bạn nhỏ nào nhá. Đó chính là bạn đại diện cho logo Hugo Safari, đó là bạn Vũ Đức Dũng ở số điện thoại 7532546. Xin chúc mừng bạn Đức Vũ. Và bây giờ sẽ là hai bạn nhỏ cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, bạn may mắn đại diện cho logo Neutral Break, đó chính là bạn Phạm Khánh Nam ở số điện thoại 7717580. Và bạn cuối cùng, bạn nhỏ cuối cùng tham gia chương trình của chúng ta đại diện cho logo SPT Electronics, bạn Nguyễn Hoàng Sơn đến từ số điện thoại 8631620. Chúc mừng 8 bạn nhỏ. Xin chúc mừng 8 bạn nhỏ may mắn của chúng ta ngày hôm nay. Nhưng bây giờ sẽ có 3 bạn nhỏ may mắn hơn, phải không chị Thanh Vân? Đúng rồi đấy, 3 bạn nhỏ này sẽ được chị Thùy Linh giật chiếc dây thừng kia kìa để chọn ra. Và 3 em sẽ được tham gia trực tiếp vào chương trình của các chị ngày hôm nay. Ồ, và các em có thấy sự khác biệt không nào? Nhưng hôm nay chị sẽ là người may mắn được giật chiếc dây thừng này đấy, bởi vì chị Thanh Vân đã nhường lại vị trí này cho chị, phải không chị Thanh Vân? Đúng nào, rồi. Chị giật đây, 1, 2, 3. Ồ, đèn sáng rồi, chị hồi hộp quá. Thùy Linh đã may mắn được là người giật dây thì chị Thanh Vân sẽ là người may mắn được đọc tên chứ, phải không nào? Đúng rồi. Chị vừa nói xong phải không? Và đại diện cho logo Languishing Việt Nam đó chính là bạn nhỏ Trần Đức Thuận ở số điện thoại 8842225. Xin chúc mừng bạn Đức Thuận. Xin chúc mừng bạn Đức Thuận đã là bạn nhỏ may mắn đầu tiên của chúng ta. Và bây giờ chị sẽ là người giật dây để được biết bạn nhỏ thứ hai tên là gì nào? Bạn nhỏ thứ hai. Bạn nhỏ thứ hai sẽ là ai đây nhỉ? Đèn sáng. Như vậy là vẫn ngần chị rồi. Đó là logo Thạch Hugo Fan, đó chính là bạn Nguyễn Thanh Phong ở số điện thoại 7537271. Xin chúc mừng bạn nhỏ may mắn thứ hai của chúng ta. Chúc mừng bạn Phong nha. Và bạn thứ ba, bạn cuối cùng này, các em có hồi hộp không nào? Chị sẽ không để cho các em chờ lâu nữa, chị giật đây. Nhỏ cuối cùng của chúng ta sẽ là bạn may mắn nào đây nhỉ? Nào, bạn thứ ba may mắn nhất nào. Các em hãy cùng chờ đón trong cái bài tin các em cũng nhá. Lại gần chị Linh. Gần chị Linh rồi, nhưng mà chị sẽ nhường phần may mắn này cho chị Thanh Vân đấy. Đại diện cho logo SPT Electronics đó chính là bạn nhỏ cuối cùng, bạn Nguyễn Hoàng Sơn ở số điện thoại 8631620. Xin chúc mừng ba bạn nhỏ may mắn của chúng ta. Và anh Hugo ơi, anh có muốn chúc mừng gì ba bạn nhỏ dễ thương này không? Ba bạn của tôi ơi, cuộc hành trình trước mắt còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Hugo tin các bạn sẽ cùng tôi chiến thắng với mụ Sinla và lũ Don Croco hung dữ để cứu Hugolina và bọn trẻ. Bởi các bạn rất dũng cảm mà. Ba bạn nhỏ thân yêu ơi, ba bạn nhỏ hãy ngồi bên máy thu hình này và trực bên máy điện thoại nhé. Chương trình sẽ gọi lại ngay cho các em. Và năm bạn nhỏ còn lại, các em đừng buồn. Bởi vì nếu như một trong ba bạn nhỏ của chúng ta gặp bất cứ một trục trặc gì, thì chính các em sẽ là người được lựa chọn để thay thế đấy. Và như lời anh Hugo nói, chị tin chắc rằng các em sẽ là người giải cứu được Hugolina và bọn trẻ. Và chúng ta sẽ cùng chiến thắng mụ phù thủy Sheila, phải không nào chị Thanh Vân? Và bây giờ chị sẽ là, chị và chị Thanh Vân sẽ là người lựa chọn của hành trình cho các em đấy. Nào, hãy đi theo chị nhé. Nào, các bạn nhớ chưa nào? Hãy thật bình tĩnh và xử lý thật thông minh nha. Cuộc chơi này cực kỳ là gian nan, là khó khăn đấy. Nhưng chúng ta phải cố gắng lên nha. Chúc tất cả các bạn may mắn. Như vậy là chị đã được quay lại với các em rồi. Và trước mắt các em đây là bốn hình tròn có nhãn, có biểu tượng của nhãn hiệu sữa Grow School. Và bốn hình tròn này đại diện cho điều gì nhỉ chị Thanh Vân? Bốn hình tròn xinh xắn này chính là biểu tượng cho bốn cuộc hành trình mà các em sẽ tham gia trong trò chơi của chúng ta ngày hôm nay. Và cuộc hành trình nào cũng vô cùng hấp dẫn và khó khăn. Nhiệm vụ của chị Thanh Vân đó chính là nhấn vào chiếc nút đỏ này để chọn ra cuộc hành trình đầu tiên cho các em. Và ngay bây giờ sẽ là cuộc hành trình đầu tiên. Đèn sáng rồi. Và chị mong rằng là cuộc hành trình này sẽ rất thú vị, phải không chị Thanh Vân? Chắc chắn rồi. Và chúng ta hãy cùng đón nhá, đón xem. Đây rồi. Cuộc hành trình đầu tiên ở logo dưỡng chất cho trí nhớ đó chính là đây là hành trình Hugo leo dây. Và đây là một cuộc hành trình vô cùng hấp dẫn, phải không anh Hugo? Đúng như vậy đấy. Trò chơi này cực kỳ đơn giản thôi mà rất hấp dẫn đi nha. Các bạn hãy nhấn phím số 4 để sang bên trái, phím số 6 để sang bên phải. Hugo xin chúc tất cả các bạn may mắn. Và các em nên nhớ là hãy làm theo sự chỉ dẫn của anh Hugo và chú vẹt Fernando, người bạn rất thân của anh Hugo nhé. Đúng rồi đấy, chú vẹt Fernando sẽ vô cùng hữu ích đối với em đấy. Và bây giờ, bạn nhỏ đầu tiên, bạn Trần Đức Thuận ở số điện thoại 8842225, bạn đã sẵn sàng chưa nào? Và anh Hugo đang chờ các em đấy, cuộc hành trình của em bắt đầu. Nào Hugo,
kim cương rồi nhá. Lên, cố lên nào. Rồi. Đó, chú voi trên da thì rất lớn mà có thể hẹp anh mua đấy. Bạn Đức Thuận giỏi lắm. Bạn leo dây cũng không thật đó. Lên cành thế mà mình cứ leo hoài này. Chanh chú voi thế nào. Rồi. Sang trái đi, sang trái đi. Thật giỏi lắm. Đúng rồi đấy. Bạn thật là giỏi đấy. Mình chúc mừng bạn Đức Thuận nha. Cuộc hành trình tiếp theo đây rồi. Cố gắng lên. Em nghĩ là bạn Đức Thuận của chúng ta đã theo dõi rất kỹ những chương trình trước phải không chị Thanh Vân? Đúng rồi. Bạn Đức Thuận giỏi lắm. Ăn kim cương nào. Anh Sáu đi nào. Bạn đã để lỡ mất một viên rồi. Nhưng có lẽ là bạn làm như thế cũng rất đúng phải không? Bởi vì là ăn kim cương mà bạn sẽ mất một mạng thì bạn không muốn đúng không Vân ạ? Ừ, đúng rồi đấy. Bạn rất là thông minh. Bạn thử nhịp đi nha. Sang phải đi. Sang phải nữa. Đúng rồi. Rất là tốt. Cố gắng lên. Số điểm của bạn đang cao dần lên đấy. Và bạn được ăn được nhiều kim cương. Google thật tốt nào. Hãy leo thật siêu nha. Ôi không. Rất thích cả mình. Wow. Lên nào. Chị báo ra nữa nha. Ui. Không, chị vừa nhắc xong. Chống nào mặt. Tôi không ngờ lại dễ gặp phải cối xay đến như thế. Nào, bạn hãy chăm sóc tôi cho cẩn thận nha. Cố lên. Bạn sẽ ăn thật nhiều kim cương. Bạn sẽ cho con bẩn nhiều ra. Cố lên nào, sắp lên đến đích thôi. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn Đức Thuận. Cuối cùng tôi đã leo lên đến ngọn cây rồi. Bạn Trần Đức Thuận thân mến, xin chúc mừng bạn đã hoàn thành cuộc hành trình đầu tiên của mình và bạn đã rất xuất sắc khi đã lên được đến đỉnh núi. Và anh Hugo ơi, số điểm mà bạn Thuận đạt được là bao nhiêu vậy anh? Để Hugo xem nào. Bạn Đức Thuận đã ghi được số điểm là 2.750 điểm và được thưởng hai lần đấy. Lần thứ nhất là 1.000 điểm, lần thứ hai là 750 điểm. Đây là số điểm của Hugo tặng cho Đức Thuận đấy nha. Tổng số điểm ghi được của bạn là 4.500 điểm. Xin chúc mừng bạn Đức Thuận. 4.500 điểm, một số điểm cũng đã rất cao rồi phải không nào? Nhưng giá như bạn Đức Thuận chú ý hơn một chút nữa thôi thì số điểm của bạn còn cao hơn nữa. Nhưng phần đặc biệt đó chính là bạn đã đi qua được cuộc hành trình này và hành trình lên được đến đỉnh núi phải không nào? Và hành trình tiến tới giải cứu Hugo Lina bọn trẻ ngày một gần hơn phải không chị Thanh Vân? Đúng rồi đấy, bạn Đức Thuận thân mến, như vậy là bạn đã rất thành công rồi, một sự khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Và bây giờ sẽ là cuộc hành trình tiếp theo, cuộc hành trình của bạn nhỏ tên là Nguyễn Thanh Phong đến từ số điện thoại 7537271. Nào, bạn Thanh Phong đã sẵn sàng chưa nào? Điện thoại và máy thu hình nào, cuộc hành trình của bạn bắt đầu. Nào Hugo, tất cả những gì mà bạn phải làm là leo lên dây để chúng ta có thể cứu được Hugo, Lina và bạn trẻ. Hãy gắng lên nào. Hãy bình tĩnh xử lý thân mình nha. Hãy chú ý số 4 và số 6 nha. Tốt lắm. Ăn kim cương. Sao phải đi. Sao phải đi kia. Cảm ơn bạn Fernando. Nghe lời Fernando rồi. Đúng rồi. Cố gắng lên nào. Ủa, ăn những cái kim cương đi nào. Rồi, không phải. Ôi. Thành ra nào. Đi, chạy, chạy, chạy. Ôi. Ui.
Này, bạn để quên kính đấy à? Nào, hãy cứu tôi sống lại đi. Hành trình cuối cùng của bạn đấy nhá. Là cần bạn là... Nhảy sang trái đi. Trái đi, trái đi. Trái sang trái. Ôi, yeah. Tốt lắm. Cố gắng lên nào. Anh nghe lời dẫn của Fernando nhé. Anh nhìn thấy kim cương đi nào. Chúng ta vẫn chưa thấy viên kim cương nào cả của công chị Linh. Kiên nhẫn hơn mới được. Rồi bạn là một người kiên nhẫn của công chị Linh Vân. Bạn thấy không, điều khiển logo tốt lắm. Nhiều kim cương ghê. Đắng lên, đắng lên. Hãy chú ý bình tĩnh nha. Bạn Thanh Phong. Chúc mừng bạn. Xin chúc mừng bạn Thanh Phong. Chà, tôi thực sự cảm thấy mình đang ở trên đỉnh của thế giới. Ở đây có một sợi dây nối với ngọn núi lửa nơi Don Grog. Xin chúc mừng bạn Thanh Phong của chúng ta. Và như vậy là bạn đã hoàn thành được cuộc hành trình rồi. Và anh Hugo ơi, hãy cho bạn Thanh Phong được biết số điểm mà bạn giành được là bao nhiêu. Xem nào, bạn Thanh Phong đã ghi được số điểm là bao nhiêu nào. Số điểm Thanh Phong ghi được là 3.750 điểm. Bạn cũng được thưởng 2 lần. Lần thứ nhất là 1.000 điểm, lần thứ hai là 750 điểm. Đây cũng là số điểm mà Hugo dành cho bạn Thanh Phong đó. Tổng số điểm của bạn là 5.500 điểm. Xin chúc mừng bạn Thanh Phong nha. Wow, còn là một số điểm rất là cao phải không nào, 5.500 điểm. Chị xin chúc mừng bạn Thanh Phong nha, bạn đã rất nghe lời các chị đấy. Đúng rồi đấy, và như vậy là bạn Hoàng Sơn, chị tin chắc rằng em đã thận rõ rất kỹ phần chơi của hai bạn nhỏ vừa rồi phải không nào. Và bây giờ là đến lượt em đấy. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc hành trình của bạn Nguyễn Hoàng Sơn. Trước hai bạn nhá. Hãy leo thật cùng cũng leo thật giỏi nào. Hãy điều khiển Hugo thật tốt nhớ. Ăn thật nhiều kim cương nha. Thao tránh ra, đúng rồi. Ôi. Ôi à. Này, bạn để quên kính đấy à? Nào, hãy cứu tôi sống lại đi. Bạn cẩn thận hơn nhá. Nhanh lên nào. Bạn lên nào. 6. 4. 6 cho 4. Tốt lắm. Để ý rất cẩn thận nhá. Cẩn thận và nghe sự chỉ dẫn của Fernando nhá. Kim cương, tránh tránh con bài ra. Đúng rồi, cửa sáu. Nhảy sang phải đi. Sang phải đi. Sang phải đi. Tốt lắm. Cảm ơn bạn Fernando nha. Tiếp nào.